Chào các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo một cái loại quảng cáo nâng cao thứ hai, đó là quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Thì các bạn sẽ click vào phần tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Như ở đây Facebook có định nghĩa rất là rõ ràng, quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng là quảng cáo thu thập thông tin về khách hàng tiềm năng từ những người quan tâm đến doanh nghiệp của bạn. Tức là khi các bạn chạy quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng thì các bạn sẽ lấy được cái data của khách hàng. Thông thường khi các bạn chạy quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng là các bạn muốn có data của khách hàng. Thì thông thường đối với một số ngành như là bất động sản hay là làm đẹp thì khách hàng cần phải tư vấn, thì các bạn sẽ nên chạy loại quảng cáo này để lấy thông tin khách hàng và sau đó thì để cho các bạn sale có thể tư vấn lại cho khách hàng. Thì để tạo quảng cáo này thì đầu tiên các bạn sẽ đặt tên chiến dịch. Ví dụ ở đây tôi đặt tên chiến dịch là tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Chọn tiếp tục. Rồi ở đây các bạn sẽ cũng đặt tên nhóm thôi. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Rồi ở đây các bạn sẽ chọn trang fanpage các bạn cần quảng cáo chẳng hạn. Ok, ở đây thì các bạn muốn chạy được dạng quảng cáo thu hút khách hàng tiềm năng thì các bạn sẽ phải chấp nhận điều khoản quảng cáo của Facebook. Các bạn nhấn vào tôi đồng ý. Rồi, tiếp theo các bạn chọn đối tượng. Thì việc tạo đối tượng tương tự như các loại quảng cáo trước mà tôi đang hướng dẫn thì phần này tôi sẽ bỏ qua. Rồi các bạn nhấn vào tiếp tục. Đó, ở đây các bạn có thể đặt tên quảng cáo. Rồi, các bạn cũng có thể sử dụng định dạng là quay vòng một hình ảnh hoặc là có video hoặc bản hình chiếu. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo quảng cáo bằng một hình ảnh. Các bạn click vào đây. Ở đây các bạn sẽ chọn hình ảnh. Các bạn có thể tải ảnh lên hoặc là lấy ảnh miễn phí. Rồi tiếp theo các bạn điền văn bản mô tả cho quảng cáo các bạn. Rồi chọn tiêu đề, để cho thuê homestay Hà Nội chẳng hạn. Rồi ok, giảm giá, tiếp mô tả cho bảng liên kết giảm giá 20% khi đăng ký thông tin. Ok, các bạn có thể chọn nút kêu gọi hành động ở đây là đăng ký ngay chẳng hạn. Rồi thì đây cái mẫu quảng cáo của các bạn sẽ trông như thế này. Và tiếp theo các bạn sẽ phải tạo một cái mẫu quảng cáo khách hàng tiềm năng. Ở đây tôi đã tạo sẵn một cái mẫu rồi, thì các bạn có thể tạo một cái mẫu mới. Các bạn click vào đây tạo mẫu. Rồi các bạn đặt tên, ví dụ mẫu khuyến mại 20% chẳng hạn. Ok chưa? Ở đây các bạn sẽ chọn ngôn ngữ rồi. Ngôn ngữ đây các bạn chọn Việt Nam. Rồi chọn kiểu mẫu thì các bạn có thể chọn tăng lượng khách hàng hoặc là chọn kiểu mẫu thứ hai là ý định rõ ràng hơn thì các bạn chọn cái thứ nhất. Rồi các bạn chọn phần giới thiệu. Tại đây thì các bạn sẽ viết mô tả cho tiêu đề. Ví dụ ở đây các bạn có thể viết là đặt phòng homestay chẳng hạn. Ok, các bạn có thể sử dụng hình ảnh mặc định và các bạn có thể tải ảnh lên. Thì ảnh ở đây Facebook khuyến nghị là 1200 x 628 pixel. Rồi cuối cùng thì các bạn có thể chọn đoạn hoặc đầu dòng. Ví dụ đây mình chọn đoạn chẳng hạn. Rồi các bạn sẽ chọn, các bạn có thể viết là đăng ký giảm ngay 20%. Khi đặt phòng, khi để lại thông tin, các bạn có thể chọn là đăng ký giảm ngay 20% khi để lại thông tin
dưới đây. Ok, thì ở đây Facebook mặc định là có hai cái trường thông tin điền sẵn cho khách hàng, thì các bạn có thể chọn thêm các cái trường nữa, ví dụ như là số điện thoại. Ngoài ra các bạn có thể chọn các câu hỏi tùy chỉnh của các bạn. Ví dụ ở đây tôi sẽ chọn một câu hỏi, đó là bạn muốn thuê bao nhiêu ngày. Rồi các bạn sẽ nhập các câu trả lời ở đây: 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày. Thì ở đây khách hàng có thể chọn những ngày mà các bạn đã điền vào. Rồi tiếp theo các bạn chọn phần chính sách quyền riêng tư. Ở đây các bạn sẽ nhập cái đường link, nhập cái tên văn bản ở đây. Quảng cáo thì khách hàng sẽ bấm vào nút đăng ký ngay này, thì quảng cáo các bạn sẽ hiện ra một cái form cho khách hàng điền thông tin, và tiếp theo thì khách hàng sẽ bấm vào nút gửi này, và cuối cùng đến trang cảm ơn. Các bạn nhấn vào xác nhận và đợi Facebook phê duyệt là quảng cáo các bạn có thể chạy được. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách tạo những mẫu quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Thì hy vọng các bạn có thể ứng dụng vào thành công chiến dịch marketing của các bạn.